chú ý hết sức trong cái việc là sổ hồ gia đình cái sổ hồ là một trong những cái cực kỳ quan trọng mà dẫn đến mất tiền nhiều nhất có một câu chuyện của một anh bạn là có 8 người con và cái sổ đấy là sổ hồ gia đình anh chị và khi người ta mua người ta thấy rẻ thì người ta mua người ta lại ồ thì bây giờ thiếu một người kỹ thì là chờ người đại tìm người đại để kỹ thôi thì bảy người con lại đồng ý kỹ bạn rồi nhưng một cái người mất tích thì bây giờ tìm kiểu gì để mà bạn và tiền thì đã táo rồi đã cọc rồi thế thì bây giờ làm sao bây giờ trả lẽ là không mua nữa mà không mua nữa thì mình mất cọc đó là một trong những cái để anh chị chúng ta xem khi chúng ta mua chú ý hết sức là cái hồ gia đình đấy thì có bao nhiêu thành viên và những thành viên đấy đã có ai mất chưa cái người mất để làm hồ gia đình thì nó rất là dễ dàng đơn giản nhưng mà trong một trong những hồ gia đình đấy có bảy tám người con ví dụ thì một người nó đang ở nước ngoài thì anh chị làm sao để chúng ta kỵ được thì có thể phải chờ cái người ở nước ngoài đi về kỵ và một cái thứ hai nữa là những người mà lại không đồng tình trong cái việc bạn đấy thì cái cách tốt nhất là không nên vội trong tiền cọc phải chờ tất cả những cái người khi đặt cọc vào đấy thì chờ tất cả những người trong hồ gia đình kỹ cái thứ hai đấy là những người mất thì mình sẽ xác định được cái người mất đấy đã được để lại di trúc hoặc cái người mất đấy sẽ nhận được những cái phần nào trong đấy và để đưa lại cho ai trong cái phần đó cho con cho cháu thì có thể những cái người con cháu đấy sẽ kỹ lại nhưng cái khó nhất trong cái việc mất tích thì phải làm những cái bước sau đây cái bước thứ nhất đấy là chúng ta phải lên thông báo xã nhờ tất cả những cái hồ gia đình bạn cam kết và lên ủy ban phương xã chính quyền địa phương tại cái lô đất đấy bạn để kỵ vào sau đó thì chúng ta cần đăng ba bài báo nhé chị những người bạn ở đình là cần phải đăng ba bài báo và một cái bước tiếp theo cần phải làm ấy đấy là phải thông báo lên đài truyền hình cái việc mất tích và có loa gọi có thông báo cụ thể như vậy và phải có luật sư tránh án tòa án ký tất cả những cái cam kết thông báo đấy đã xem là thông báo rồi xác nhận rồi thì cái đấy mới sáng tới được nha anh chị anh bạn của đình là mất hơn một năm tính bỏ cuộc kilo đất đẩy luôn may sao là hôm nay làm được thì vui quá là chia sẻ lại với đình là ồ hôm nay anh làm được rồi thì đình cũng muốn chia sẻ lại câu chuyện đấy với anh chị trong cái việc là mua đất sổ hộ gia đình